em sẽ tặng nha. Chị Thái Giàu chia sẻ lên giùm em cho chị Thái Giàu ơi, chia sẻ lên giùm em chị Thái Giàu nha. Rồi em tặng con đầm này, đầm nhũ luôn nha, đầm đây, đầm mẫu mặt đây mấy chị ơi, em tặng con đầm luôn. Rồi nhanh tay chia sẻ lên giùm em tặng đầm mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ lên em tặng đầm cho mấy chị nè. Bao nhiêu ký đi cho em xin cái số ký đi, em lên tư vấn qua văn mẫu cho mấy chị lựa nè.
ký báo lên số ký giùm em nha. Em có hàng sale luôn, mấy chị muốn lên hàng sale mấy chị báo giùm em để em lên hàng sale bán cho mấy chị. Dạ, bao rẻ mấy chị luôn. Có chị nào mà thuê một chút ngựa không? Sau lưng
rồi ok, để em lên cổ treo xe 1 cho chị lựa. Cổ treo xe 1 là nó không có đụng hàng với lại xe 3, xe 2, xe 3, xe 4, xe 5 luôn. Xe 1 là nó hoàn toàn khác luôn. Rồi, chị nào lấy làm giả hộ chút làm giả hộ nha. Làm giả hộ kèm màn tem 1m50 rồi. 1m50 và 70kg em sợ mặt chật rồi. Em sợ mặt ơn, chật rồi. Chồng heo của chị mà 95 là mặt bao đẹp, 95 đổ về là mặt bao đẹp. Rồi ok nè. 95 đổ về là mặt bao đẹp. Mà bây giờ á, mấy chị 1m50 thì sợ mấy chị có bụng. Nhiều chị có bụng thì mặt nó lại hơn. Rồi ok, bây giờ lên cổ heo rồi, chị nào lấy chút em mấy áo đó đi. Rồi ok, vậy là chị có gì chị chỉnh sửa lại hả? Không, mình nhiều khi chị xem mặt vừa luôn á. Rồi ok, lấy hai chị màu tím than cho chị hoa hồng. Ok chị yêu nè, ở ngoài còn tím than không ạ? Còn lấy ngoài đi, chị bỏ xuống mà nhưng mà nó liền không mà luôn. Rồi ok, em chốt chị rồi, chị hoa hồng nha. Ok chị đẹp nè. Rồi ok, chị nào muốn lấy mẫu nào nữa, muốn lấy mẫu nào nữa cứ báo em nha. Chị Hải Tú hả? Hải Tú là 70kg, em 92 là vừa chị ơi. Em 92 là mặt bao đẹp luôn. Còn 4 màu á, chị gửi đi. Đó, còn tím than, tím cà, màu đen và màu xanh đen. Ưng màu nào chút đó, mẹ không lấy con xe bự nữa hả? Không lấy con bộ xe bự hả? Là bao nhiêu ký lên số ký và chiều cao giùm em nha. Cổ treo lên số ký và chiều cao chốt đơn với chị nha. Rồi ghi giùm em con này mã số 1. Đây con này là của chị Thái Dào. Nói với chị Hải Tú là trên là con tím cà chứ không phải là màu hồng. Ở phía trên là tím cà với màu hồng nha. À, coi xanh đen rồi ok, để em xíu để em lên cái này cho chị kia cái nha. Bởi vì chị kêu đó, em sẽ lên theo cái tự. Chị nào kêu trước thì em kêu em lên trước, chị nào kêu sau thì em lên sau với chị Giang với chị nha. Không cảm lời em ha. Rồi phong này em có size từ 75kg độ về, nhưng mà hả, tùy theo size, mỗi size là qua dân khác nhau mấy chị nha. Rồi ok, rồi chị đã ưng thì chốt em. Ưng thì chốt giùm em cực kỳ đẹp luôn. Cổ treo, giờ cổ treo ghi giùm em con này mã số 1. Đây nè, em đang lên size của chị Thái Dào 43kg đây, size 1. Rồi con này mã số 2. Con này mã số 2 giùm em. Ai ưng mã số 2, chốt mã số 2 giùm em. Mã số 2 xem áo dạ hội còn màu nào nữa không. Dạ không, dạ hội em chỉ còn được dạ hội kiểu này thì em chỉ còn được có 4 màu thôi, xanh đen, đen, tím cà, màu tím than. Đó chị đã ưng thì chốt. À em còn con dạ hội sau đen nữa, để em lên đi chị xem. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt cho em con này mã mã số 3. Rồi ok, ok để em xíu nha. Rồi con này mã mã số 4. Đó, mã số 4 giùm em, này 45kg độ về mà đẹp cho em nha mấy chị ơi. Mã số 4. Rồi em cảm ơn chị Đặng Hạnh nha. Rồi con này mã số 5. Rồi ai có mã số 5 chú mã số 5 giùm em. Mã số 5. Quá đẹp luôn, 130 một bộ mấy chị nha. Mã số 5. 130 một bộ. Rồi đây rồi chị đã ưu chút em lần. Còn tím rất là đẹp luôn. Rồi mã số 6. Mã số 6 thì em ai ơi, mã số 6 chút mã số 6 thì em mấy chị nha. Mã số 6. 45kg độ về mã số 6, mấy chị muốn lên sao nhiêu ký báo số ký. Nói là cổ treo kèm số ký thì em sẽ lên thay mấy chị lựa ha. Ghi giùm em là mã cổ treo kèm số ký là em lên cho mấy chị lựa. Còn cái này là em đang lên sao 45kg nha. Rồi 45kg độ về ghi em mã. Mã số 7 cực kỳ đẹp luôn. Mã số 7. Em đưa cho mấy chị lựa, chị nào ưng mẫu nào thì lựa mẫu đó ha. Hoặc là mấy chị muốn xem lại mấy chị cứ báo giùm em. Rồi con này mã mã số 8. Mã số 8 giùm em. Mã số 8. Em hơi mặt hay hơi mặt quá mấy chị. Đây mặt nó không có đẹp lắm mấy chị nha. Rồi đây là chị đã ưng cho lên giùm em. Mã số 9. Mã số 9. Rồi con này mã số 10. Rồi ai ưng mã số 10 chú mã số 10 giùm em cực kỳ đẹp luôn. Mã số 10. Rồi con này mã số 11.
Rồi con này mã 11 giùm em, cực kỳ đẹp. Mã 11 giùm em nha. Mã 11 với chị Bồng với chị chia sẻ giùm em, xin vài nút chia sẻ với chị nha. 11. Rồi con này mã 12. 12 trắng đen luôn giùm em, cực kỳ đẹp. Mã 12 cổ treo. Rồi con này mã 13. Con này là mã 13, muốn xem là mã nào thì chị cứ báo với em. Áo dạ họ giá bao nhiêu, giá 200 với chị nha. Giá 200, em đang sale giá 200. Rồi đây em lên cái này xong bạn lên dạ hộ cho mấy chị xem lại nè. Rồi đây con này mã 14 giùm em. Mã 14 qua dân này chị nha. Mã 14. Rồi mã 15. Mã 15 giùm em. Có 94 bên hết mấy chị nha. Mã 15. Bảo chị hãy vào ưng mã nào chung mà nó. Mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký mấy chị cứ báo giùm em sẽ lên em đưa qua dân cho mấy chị gửi như vậy nha. Rồi con này mã 16. Mã 16. Rồi mã 17. Rồi em chốt cho chị Hải số con kiếm trà này em chơi. Rồi em hết kiếm trà em không có màu nữa. Ê, kiếm trà còn dưới đây. Còn dưới đây nè, lấy dưới đây đi, đừng rỡ hết. Con đen còn nhiều. Con đen để lên cái chổi thôi á. Con đen từ có nhiều mà nhiều. Thì thôi gắn lên cũng được. Con đen tại vì mình có đặt cái đường nhiều. Rồi đây là chị đâu, chốt em con này mà 18. 18 đó chị nha. 18. Rồi con này là con 19 là mã cuối cùng. Mã 19 là mã cuối cùng. Rồi chị đợi người chốt cho em. Đó em có 19 mã nha chị Thái Dào ơi. Mã nào chốt mã đó giùm em. 45 ký đổi về mấy chị muốn lên cổ treo theo bao nhiêu ký mấy chị ghi em là cổ treo kèm số ký làm lên mấy chị lựa ha. Cực kỳ đẹp luôn. Mã nào chốt mã đó này mã 1. Rồi chốt chị Hải số con kiếm cà. Rồi chốt chị Hải số con kiếm cà. Kiếm cà còn con. Rồi ok bây giờ em sẽ lên nãy chị kêu là lên màu xanh đen đúng không? Quậy máy thôi lên. Xanh đen là còn con hết á chị ơi. Lấy em số 5. Rồi ok chốt mã số 5 cho chị Thái vào. Mẫu đầm đen đó chị Liên Phạm ơi. Chị 65kg là bằng 3 mẹp luôn. Giá 200 ngàn. Áo lẻ trên tường cái nhiêu? Cái áo lẻ trên tường là 180 một áo đó chị nha. Áo đó là hàng cao cấp giùm em luôn, em có size từ 90kg độ về nha. Áo trên tường em có size từ 90kg độ về. Nhưng 90kg thì em chỉ còn ghi nhất màu đỏ thôi. 90kg là 190 ha. 90kg là 190 còn lại. Cho xem. Cho em coi lại mã số 10 lại rồi. Ok đưa mã 10 đi. Mã số 5 đâu? Mã số 10. Rồi đây xanh đen giùm em. Thì đâu thì tốt em cái này là kết cường mấy chị nha. Cực kỳ sang luôn. Không có cái nào mà qua kết cường mà phủ trong hết trơn đó mấy chị ơi. Đó bên em sẽ kết cường mà. Đó. Xanh đen. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Quá xuất sắc luôn. Có chốt màu đen thì lên số nha điện thoại em mấy chị ơi. Rồi đây rồi chị đâu thì chốt em ai? Chị Liên Phạm. Chị Liên Phạm cho em xin cái số ký và chị trao. Ủa lên giùm em số điện thoại nha. Rồi ok chúc mã 5 cho chị Thái vào nè. Rồi mã số 10 cho xem lại. Ok chị nè đây mã số 10. Nhận nhà hội rồi chứ nó đẹp chưa. Đó phun rất là đẹp luôn. Ai? Chị Đặng Hạnh á. Dạ em cảm ơn chị Đặng Hạnh là rất là đẹp luôn. Bên em là cái tầm này là giá rất là cao luôn á. Nhưng mà tại vì em bơm được cái số lượng rẻ nên em mới bán rẻ với chị luôn. Một đầm em lợi không có bao nhiêu hết trơn á. Đây nè, rồi chị đỡ người chốt cho em rồi mã 10 ha. Mã 10 với chị Thái Dào ơi. Chị Nguyễn Thị Kiều chỉ có 54kg á, nó về chị bóp lại được không? Được thì phải chốt chị Thái Dào. 54kg á, 54kg mà chị có chốt, có về bóp lại. Tại vì form này là bóp được, form này là bóp theo form của chị được. À, lấy em bông bi đâu? Đây bông bi là cái hoa văn này đúng không? Hoa văn này là mã 16. Đúng mã 16 thì chị chốt mã 16 giùm em đi chị Hái Dào ơi. Phải mã 16 này không? Phải thì ghi giùm em là chốt 16 đi. Rồi đây, cái này mà chị nào mà 53kg chị về bớt là được á. Thì chị chốt em này của hổng của chị nào 50 mấy ký? 50kg cũng lấy. 50kg cũng lấy luôn, về bớt lại thì phong này là bớt được giùm em nha. Rồi chị lấy rồi bỏ ở đây, còn con hết rồi đó. Đây là hết luôn rồi đó chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn rồi, ok chốt hả chị? Giờ ok chốt hả chị Dào. Tiếng
nóng nè, không đưa lên cho mấy chị xem. À, lấy dạ hội tím cà chị nha, chị Đặng Hạnh. Chị Nguyễn Thị Kiều. Ủa tím cà là nãy giờ có ai chú hết chưa? Rồi ok, chú chị Nguyễn Thị Kiều nè. Rồi ok, là lấy đầm dạ hội tím cà, ok, còn có cái gì nhất luôn. Còn có cái gì nhất luôn, ok cho chị Đặng Hạnh luôn nè. Giờ còn màu tím với màu đen nữa hả? Ok, chứ chị Đặng Hạnh mua còn mua nữa nè. Đẹp lắm chơi mà giá đẹp lắm nữa. Rồi hiện tại bây giờ chỉ còn được cái màu tím than và màu đen thôi nha. Để em mặc màu đen mấy chị xem. Ưng màu nào chốt mà nói em 200.000 một đầm mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Chị nào ưng màu nào mấy chị cứ chốt giùm em màu đó ha. Để em xong cái này là em sẽ lên cho chị Đặng Hạnh xem củ treo nha. Em sẽ lên củ treo cho chị Đặng Hạnh. Đó đi, lắm mấy chị ơi. Hàng thiết kế không à. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Màu đen mặt không mặt ha mấy chị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Lấy đi màu đen đi chị Đặng Hạnh. Đẹp lắm chị Đặng Hạnh ơi. Đó, màu xanh đen hết rồi, còn màu đen màu tím thôi. Màu đen với tím than là hết rồi. Màu đen và màu tím than nữa là em hết luôn rồi. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị nha. Chị nào uống thì nhanh tay chốt em tím than và đen. Chị coi là cái cường rất là đẹp luôn. Sắc nét cực kỳ đẹp luôn ha. Toàn bộ là hàng tính cước bằng tay luôn ha. Nợ mấy chị á, hướng họ kết nguyên cái này là nguyên một ngày rồi, rất nhiều tiền của người ta rồi. Em bán mấy chị có 200.000 thôi. Còn giá niêm yết của nếu mà em lấy lẻ một mẫu này ở ngoài em lấy sỉ một lẻ một mẫu này thì chắc chắn người ta sẽ bán cho em hơn 300.000. Là sỉ nha, sỉ em nhặt vô á là hơn 300.000. Nhưng mà cái này là hàng em bán em lấy số lượng lớn nên em mới có giá rẻ, em bán cho mấy chị cái giá này nha mấy chị ơi. Tại vì giống như đó, người ta bán lẻ lẻ được rất nhiều mẫu rồi nè, cái người ta gom lại một lô, người ta bán cho em gom hết nguyên một lô cả mấy ngàn con luôn đó, nên em mới lấy được cái giá rẻ này, cực kỳ đẹp luôn. Bán em lấy được giá rẻ là em bán với chị rẻ thôi, chứ không phải là em lấy giá rẻ mà bán với chị trên trời đâu, không có mấy chị nha. Bao sang bao đẹp luôn nha. Bữa hôm em bán tới 220 nhưng mà bây giờ em còn mấy con nên xem với chị 200. Chị nào lấy thêm thì chốt giùm em nha. Màu đen, ai ưng đen chút đen giùm em. Đen và tím than đẹp mà. Dạ em cảm ơn chị yêu nè. Lấy bộ đồ size chị chốt thêm em rồi. Ok chị, rồi mẹ lên con xây xây của chị ấy mà 68 kg. Chị Đặng Hạnh. Củ treo hay là cái gì? Củ treo. Rồi ok, rồi chị nào ưng thì chốt lại giùm em nha. Màu đen và màu tím than em còn được có 2 đầm thôi nha. Dạ hậu dài cực kỳ đẹp luôn. Chị nào bắt người cũng mặc được luôn, cắt lên nha, cắt lên bình thường đó, nó có thêm một cái tài giống như là nó giả áo dài vậy đó, nhưng mà rất là sang luôn nha. Còn ai ưng thì nhanh tay chốt em màu đi. Lần chị còn thu nhập từ dưới 4 triệu luôn. 60-68 triệu mấy, 55 gì đó, cái 4 nhỏ. Rồi ok nè, bây giờ em chỉ còn được có duy nhất như đây thôi nha. Em chỉ còn được có như đây nữa thôi là em hết rồi. Số 5 nha, đẹp lắm luôn. 68 kg, em lấy cái gì size 5 đi cho nó thoải mái. Rồi đây, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị đâu mà chốt liền em con này. Ghi giùm em mã 20 giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Mã 20 để em mặc luôn mấy chị xem nha. Rồi cổ treo chị nào muốn lên sao bao nhiêu ký thì báo số ký giùm em đi mấy chị. Cổ treo mấy chị muốn lên sao bao nhiêu ký đó mấy chị ơi. Muốn lên sao bao nhiêu ký thì báo số ký giùm em đi, em lên cho. Báo số 6 luôn mấy chị ơi. Rồi con này ghi em là mã 20. Mã 20 giùm em mấy chị nha. Mã 20. Rồi con này là cánh tiên mấy chị nha. Rồi đây là chị đâu thì chú em mã 21 là cánh tiên, dây cánh tiên ha, cực kỳ đẹp luôn. Mã 21 cực kỳ sang, cực kỳ đẹp với chị nha. Mã 21 giùm em, 21. Rồi con này mã 22 quá đẹp, quá sang mấy chị ơi. Thiệt luôn đó mấy chị ơi. Mã 22. Rồi mã 20 cho chị Đặng Hạnh. Ok nè, để em gỡ cái luôn cho. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 20.
coi có hai mã, hai của ba giống như sọc phía trên nè mấy chị, đó giống như cái sọc phía trên mấy chị thấy không, đã 23 quá đẹp luôn mấy chị ơi, mã 23 giùm em mấy chị nha, 130 một bộ thôi, mấy chị muốn lên sao bao nhiêu ký báo số ký giùm em, mã 23 rồi ai mã 23 chút mã 23 giùm em, cực kỳ đẹp luôn 23. Rồi con này mã 24 quá đẹp luôn, vi vi tím mã 24, mã 24 giùm em mấy chị nha, mã 24 con này giống rồi hả, thì là em còn thêm con chị nha, em còn thêm một con 20 nữa, mã 20 nữa nha, rồi em hết cái kêu thì em còn được mấy mẫu này nữa thôi, là xây 38 kg nè, đi mấy mẫu này là xây to mà 6-7-75 kg. Rồi đây là chị Lữ, mình chốt cho em liền con này mã 25 để em mặc luôn mấy chị xem nha, rồi con này chị đầu lấy thì chốt cho em mã 20 22 chốt cho chị 25. Rồi con này là có size nha mấy chị nha, để em mặc mấy chị vô luôn, thì em còn mấy con là mặc cho hết luôn mấy chị nha, mấy chị muốn hơn size bao nhiêu ký báo số ký lên giùm em đi, mấy size nhỏ kia thì em còn nhiều lắm mấy chị, rồi đây con này mã 25 mã 25 con này nhiều sao đã, chị hai nói con này mà cho anh nói là 25 đây, con này là mã 23 mấy chị nha, con này là mã 23 để nó đưa lên, ta đang tặng đưa lên thì là mở ra 25 hoài, bây giờ không biết cô chú mua mã mấy nữa nè, cô lấy mã 25 này hay là 23 vậy cô ơi, cô báo lại cho con đi, 25 23 đó, có tay là mã 25 nè, có tay là mã 25, còn cổ treo á là còn mã 23, cặp lại mã thì con đi, ghi lại mã thì con đi, cô lấy mã nào đi cô đặng hả, rồi đó là chị Lữ thì chú em con này mã 25 mã 25 25 là có tay đúng không cô Đặng Hà, rồi em lên tiếp tục cho mấy chị nè, con này mã 26 đó, có tay luôn đó mấy chị nha, rồi ok chúc mã 25 cô Đặng Hà, ừ rồi ok cô, và đây con này mã 26 cực kỳ đẹp luôn, mã 26 mấy chị nha, 26 cực kỳ đẹp luôn, cái này là rút mấy chị nha, đó làm kiểu rút em nha, con này mã 26 mặc có tay luôn cực kỳ đẹp, mã 26 mã 26 thì em hai mặc cũng quần lẻ đen cũng đẹp luôn, 26 rồi còn thêm hai con nữa là em hết nè, hai con này hình như là dây hay là gì ta, ờ này có tay nè, rồi đây rồi chị đã ứng rồi chốt em con này mã 27 chỉ 130 thôi, nọ tiền giải thôi là cũng là hơn 130 rồi, mà bây giờ em may luôn nguyên một bộ luôn mà em bán mấy chị có 130 rất là rẻ luôn, mà chốt giải là bao đẹp, chị nào nhận hàng bên em rồi mà có chơi mặt giải là thôi em mua luôn, không ai chơi cái mặt giải bên em luôn á mấy chị ơi, và đây rồi chị đã ưng thì chốt cho em liền con này mã 27 cực kỳ đẹp luôn, 27 tay rất là đẹp luôn, rồi con này mã 27 thì em đưa mấy chị mã 27 mấy chị nha, 27 rồi con cuối cùng nè, con cuối cùng là mã 28, chị đội mã 28 chung mã 28 em bằng bao mét luôn. Mấy chị ơi, mấy chị có mua áo khoác bên em chưa? Áo khoác 50k, 60k mấy chị có mua chưa? Mấy chị mua xong, mấy chị mặc bộ hè ở nhà rất không thể rất là nực. Mưa xuống thì thôi mà chứ mà nắng lên nó nóng cực kỳ nóng luôn. Nó hơi nóng lên rất là nóng luôn. Đó ở nhà mấy chị mặc mấy áo này đi. Mấy áo dây quần dài. Đó đi ra đường thì mấy chị hợp cái áo khoác của em vô. Áo khoác bên em bán nè, mấy chị muốn lên áo khoác không? Em lên áo khoác mấy chị lựa. Rất là đẹp luôn, mà chị đỡ người chốt cho em liền. Đó, ghi giùm em mã 28. Rồi 27 cho chị Đặng Hạnh nè. Rồi con này mã 28, chị đỡ 28, chút mã 28 giùm em mấy chị nha. 24 thì chị Trần Trâm. 28. Quá đẹp luôn. 24 chị Trần Trâm rồi ok nè. Bấm mã hạ đập này cô. Rồi ok nè, rồi mấy chị muốn lên mẫu nào nữa không? Có muốn lên tay dài quần dài không? Mấy chị báo lên giùm em luôn. Muốn lên áo khoác thì cũng báo lên giùm em. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký báo số ký và chiều cao giùm em luôn đó mấy chị nha. Rồi, đây em lên tiếp nè. Em lên tiếp nha mấy chị ơi.
Ủa em lên đồ bộ màu xong rồi em qua cái mẫu là dài nha. Ủa nhưng mà cô tiên cao ơi, cô cho xin cái số ký chiều cao để con Phật. À cô 65kg. Đồ màu mà size 65kg hả? Màu này là mấy chị?
chị ghi em là màu màu đơ, màu màu lạ đi, ghi màu lạ đi chứ không màu gì nha. Màu lạ nha. Đó, màu nào mắt không đủ nghèo luôn. Màu đỏ và màu xanh rêu. Rồi chị đã ưng màu nào chút màu đó giùm em. Đó, thôi mày 68 sắc 70 kg độ về, 65 đến 70 kg vừa giùm em. Rồi ưng thì chốt em lên tay dài. Rồi ok chị, để em lên cho chị tay dài. Có thai cánh tiên. Có thai cánh tiên nhưng mà để em xem tôi còn màu gì. Để em coi còn sao tay cánh tiên không, lên tay cánh tiên đi. Đó, mẫu này làm 200 thì là ưng 200, chốt 200 thì em. Ưng 200, chốt 200 thì em được rồi. Rồi con là mã 32.
em mặc lên thơm chán đó là lúc mà em luôn đứng cổ ha, còn này em cầm lên thì có hơi bẻ cổ không có gì nha. Rồi đây con này mã 32 cho em coi chân này, 32 rồi con này mã 33 mã 33 thì em mới chị nha, mã 33 33 chút 33 thì em mã 33 rồi con này mã 34 mã 34 thì em mới chị nha, mã 34 chị được 34 mã 34 thì em nha 34 rồi 32 cho chị Đặng Hạnh 34 rồi con này mã 35 đó, con này màu vàng nhạt hơn hồi nãy nha, vàng này là vàng nhạt vàng xanh, tức là vàng phối màu xanh nên nó hiện rất nhạt hơn cái nào hồi nãy. Rồi đây là chị đã ưng chốt cho em liền con này mã 35 35 cho em với chị nha, mã 35 rồi con này mã 36 ai ưng 36 thì mã 36 thì em với chị nha, mã 36 36 cái này là nguyên bộ ha, nguyên bộ là máy giá 130 thôi, ta dài quần dài chất dài bao đẹp luôn, cho kiểm tra hàng trước khi nhận, chị nào mà gắn mới bên em thì còn á còn cái tâm lý không biết nó cho nhận hàng rồi cho tôi kiểm tra hàng không, có nha, bên em là cho kiểm tra toàn bộ hết mấy chị nha, em bán 3 năm nay rồi đều cho xem hàng và trả tiền sau khi nhận hàng đó mấy chị nha. Rồi đây rồi chị đâu thì chốt kim liền con này mã 37 mã 37 mấy chị nha, rồi ai ưng 37 chút mã 37 giùm em, 37 cực kỳ sang luôn, qua danh sang lắm chị ơi, mã 37 rồi 130 bộ của chị nha. Rồi con này mã 38 mã là mã 38 của chị nha, mã 38 của chị, nhớ kết bạn cái Zalo dưới giùm em nha, chị nào khách mới nhớ kết bạn Zalo giùm em, Zalo thì em đăng rất là nhiều mặt hàng luôn mấy chị, vô đó mấy chị xem thêm và lựa thêm đi đơn chung ha mấy chị nha, đi chung đơn luôn cho mấy chị ha. Rồi đây chị nào muốn đi muốn tìm thêm mẫu tìm thêm đồ đang đi chung thì mấy chị vô Zalo kết bạn giùm em đi, hoặc là nếu mà đơn hàng mấy chị có trục trặc gì thì mấy chị có thể kết bạn bên Zalo và bên Zalo sẽ xử lý liền cắt và cho mấy chị, chứ mấy chị đừng nhắn tin Facebook nha, Facebook nhiều khi em không có biết mấy chị nhắn tin nó sẽ không có thông báo hay mấy chị nha, nhiêu ký là vừa em có sai từ 80 ký đổ về nha chị. Nguyễn Long bao nhiêu ký là số ký giùm em đi chị Nguyễn Long ơi. Còn đây nè, rồi chị đợi người chỗ em có là dây kéo giùm em ha, có một bộ duy nhất là có dây kéo thôi, dây kéo của chị nha, dây kéo. Còn đây là chị đã ưng chốt em con này mà mã 39 duy nhất một bộ, mã 39 rồi con này là màu cam, bông nhí màu cam. Rồi con này mã 40 giùm em mấy chị nha, mã 40 ai ưng 40 chú mã 40 giùm em, cực kỳ đẹp luôn, mã 40 màu cam 40. Và con cuối cùng là mã 41 rồi xong 41 rồi con này mã 41 thì em phơm rất là đẹp luôn, rồi chị đầu đấy mã 41 chứ mã 41 cho em luôn. Rồi con em mặc là mã mấy nhờ, mã này là mã 29 chị cầm đi, con em đang mặc là mã 29, cái này mặc chung với quần nào cũng được hết trơn á đó, quần đen cũng được không có gì nha, quần đùi hay là quần bất cứ quần nào cũng được đó. Đây nè mã 2 con này nhiêu 41 này mặc 41 cái gì thay không? Ok, mã 45, mã 46 và 47 cho chị Trần Trăng, 77 kg dùng cơm, 77 kg có không? Dạ có chứ, dạ có xe 5, chị em lên xe 5 này chị được. Rồi đây là chị đợi người chốt em con này mã 41 chị em sang, cực kỳ sang luôn. Cái này nó sẽ không có gì ở trên đây ha, kiểu khác, cái này là kiểu của đợt trước. Rồi đây rồi chị đâu thì có em mã 41 ha, rồi mã 35 cho chị Đặng Hạnh chưa, 35 bấm ra chưa. Rồi ok, mình cho ai mà đơn gì chị thanh nhận ký á phải hả? Đây nè, nếu mà cách tiên thì lấy cách tiên mình thiết kế này, em còn chi dứt một màu nè, 65 kg, 85 kg là gì ơi, cái này là em có đủ size, cánh tiên này em có đủ size, chị nào lấy bao nhiêu ký gì đó em có size được 75 kg độ bền, xong mẫu này em qua tay dài 77 kg thì được, cánh tiên bông nữa là 130 mà chị nữa là cô kêu lấy màu.
đây là chị ơi, chị Tiên Cao đúng không? Đây là chị Tiên Cao Cánh Tiên này chị. Cánh Tiên nè, mẫu Cánh Tiên thì em còn được mấy mẫu này nữa thôi là hết rồi nha. Còn đây là chị đâu? 5 ký thôi, còn Tiên kia nữa. Nó đây hả? Quên. Ừ đúng rồi. Rồi ok, để em lên cho. Còn đây là chị đâu? Chốt cho em liền Cánh Tiên xanh. Cánh Tiên xanh dương 200, phi mã Cánh Tiên xanh dương 200 em có size 75 ký độ về. Chị đâu mình nhanh tay chốt em Cánh Tiên ha, mẫu rất là đẹp luôn. Mẫu này là hàng thiết kế nha, không đụng hàng ở shop nào hết mấy chị nha. Bên em thiết kế. Nào là mấy chị mới đi ra ngoài chợ, mấy chị kêu người ta thiết kế mẫu là người ta lấy tiền thiết kế rồi. Rồi xong rồi lấy thêm tiền tiền mai nữa mấy chị. Đó, bên em mà thiết kế mẫu miễn phí mấy chị á mấy chị. Thiết kế miễn phí mẫu mấy chị luôn á. Rồi đây, Cánh Tiên đó nè, em còn mẫu này nữa là hết nha. Đó, chị lấy mẫu nào thì chốt mẫu đó thôi. Rồi đây, mẫu này là giá 150. Mẫu này em đang sale giá 150 nè. Mẫu màu thì không có giá 150 đâu, em sale á 180, 190 rồi. Rồi đây, ghi giùm em mạ Cánh Tiên mấy chị nha. Mạ Cánh Tiên rất là đẹp luôn. Mẫu này em sale cho mấy chị 150. Em có size từ... màu hồng rút, màu hồng sen. Chị Phương Dung là bao nhiêu ký đây? Chị Phương Dung 6
87 kg rồi, ok cho chị Phương Dung. Cho chị Phương Dung hồng rú với lại hồng sen. Chị đã ứng xanh ra thì chốt xanh giùm em nha. Em không kéo tặng nó về hẹn với chị nha. Rồi đây rồi chị đã
đơn thì chốt giùm em xanh. Xanh ha, con này giá 200 luôn đó chị ha. Còn giờ đây cực kỳ đẹp luôn rồi chị đâu thì chốt em xanh. Xanh 200, con này là 68 kg về ok nha. 60-68 kg ạ. Vừa giùm em cực kỳ đẹp luôn. Gớt cho chị thấy không? Đẹp lắm đó chị nha. Và đây chị đã ưng xanh, chốt xanh giùm em. Dạ hỏi 200 xanh. Dạ hỏi xanh 200. Bây giờ hiện tại dạ hỏi mà chắc sẽ so em cao cấp hàng loại 1 thì em giờ chỉ còn được có 3 màu thôi nha. Em chỉ còn đúng 3 màu thôi là màu da. Màu da, màu vàng và màu xanh. Em còn đúng duy nhất 3 màu thôi. Chị nào lấy màu nào cứ chốt màu đó giùm em. Ưng màu nào cứ chốt giùm em màu đó nha. Cực kỳ đẹp luôn. Form rất là đẹp đó chị nha. Màu da, màu xanh và màu vàng. Là 3 màu. Làm ngắn thì em còn nhiều ha. Em có làm sao lên ngắn, ngắn tới đây nè. Đó, ngắn tới đây nè. Để em bán 150 ha. Làm ngắn 150 còn làm 200 thì em cực kỳ đẹp luôn. Sale hot luôn rồi bác chị ơi. Em bán hàng lô. Em lấy hàng số lượng lớn á. Nên á, giá rất là ok. Nên em bán cho bác chị giá rất là đẹp. Giá rất là ngon luôn. Rồi ok chị đâu mình tốt thì em. À đây còn một con này nè. Chị nào lấy thì chốt em con này đi. Rồi em lên đồ màu cho mấy chị được. Rồi đây em còn một con này, màu con duy nhất nha. Cũng bán cho mấy chị xem với chị 200 luôn. Ủa còn đỏ, ủa con đỏ đó là dài em còn có nhiêu đây thôi. Dài cách em có nhiêu gom hết rồi. Dài cách em có nhiêu rồi gom hết rồi. Còn con dài nữa nè, con dài nữa nè. Ủa dài, sao xiết trong cái bọc mơ, sao cái hình ngắn. Ngắn bởi vì mình lộn này, bọn mình nhớ có con dài. Rồi đây rồi chị đã ưng thì chốt giùm em con này cực kỳ đẹp luôn, chốt 2 lớp 240 mà giùm theo chị 200 đồng giá luôn đó chị nha. Cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn, mẫu này 68 kg độ về. Quá xuất sắc luôn. 68 độ về đi giùm em mã. Mã đầm 2 lớp. Đi đây là mã đầm 2 lớp 200 cực kỳ đẹp luôn. Em chưa kéo đi kéo lên nha mấy chị nha, nên nó hơi bè nha. Mấy chị kéo vô nó sẽ gọn về. Rất là đẹp luôn. Rồi đây rồi chị đã ưng thì chốt em đầm 2 lớp giùm em ha. Dưới tài nó có ghen. Đẹp luôn, rất là sang. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt em. Đầm 2 lớp 200 nghìn. Đầm 2 lớp 200 nghìn. Đó, cô Thủy Úc ưng mã nào chốt mã đó thành con nha. Cô Thủy Úc học bao nhiêu ký sau rồi? Có địa chỉ. Có địa chỉ mà không có có số ký không nhập được số ký thì chăng được. Rồi ok. Đầm 2 lớp đây còn duy nhất con đỏ sót là con đỏ dài nè. Chị nào lấy đỏ dài chốt đỏ dài em mấy chị nha. Đỏ dài này là có ngắn luôn. Đỏ dài là em có ngắn và có dài luôn. Ngắn là 150, dài là 200. Là giá em sale luôn rồi đó. Không còn rồi, gửi đi chị cũ nha. Rồi ok. Ok chị Phương Dung. Rồi ok chị Phương Dung. Đẹp lắm đó chị ơi. Chị Phương Dung hả? Rồi ai là chị đâu thì chốt giùm em liền. Dạ hội đỏ. Rồi ai dạ hội đỏ chốt dạ hội đỏ thì em rất là sang. 200 nghìn luôn. Rất là sang và rất là đẹp mấy chị nha. Cắt giải cho em cao cấp hàng loại 1 luôn. Đó mặt ngoài nó cũng không bị gì đâu nha. Bao cho mấy chị luôn rồi chị đâu đấy thì chốt giùm em con này. Dài dạ hội. Đỏ 200. Tổng cộng ship luôn là 460 thì chị. Của chị Phương Dung tổng cộng tiền ship luôn là 460 chị nha. 3 bộ. Cô đặt dùm 60 tuổi 63 kg không?
không tối hả? À, tối thì em hết dài rồi. Em chỉ có ngắn được chị. Hết dài chỉ còn ngắn thôi. Rồi đang cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này chị đã gửi cho em. Ghi em là mã bi. Ghi dùm em mã bi. Bi này em xem chị là 160 thôi nha. Em có size đủ size còn từ 90 kg về. Chị Ngọc Trang nè, nếu mà chị mua hàng bên em thì chị á, chị gửi là cho em tiền ship mấy chị nha. Chị Ngọc Trang đã có bơm hàng bên em một lần rồi nha. Chị Ngọc Trang ơi, em nói mấy chị nghe, nếu mà mấy chị mặc có vấn đề như thế nào thì shipper giao tới. Nếu mà mấy chị không nhận hàng thì mấy chị trả giúp em 30 tiền ship thì lần sau em mới bán lại cho mấy chị được. Còn lần này á, tiền công băng keo bọc rồi á vận chuyển tiền xăng của bên giao hàng luôn đó mấy chị á, giao tới mấy chị, mấy chị không nhận rồi mấy chị cũng không có trả tiền phí ship. Chứ bây giờ nếu mà mấy chị đi ra, mấy chị muốn tìm đồ, mấy chị đi ra chợ lớn, mấy chị đi kiếm đúng không, thì kiếm thì mấy chị cũng phải tốn tiền xăng đó. Bởi vì bên em á chỉ còn mấy chị á, phụ giùm em 30 tiền phí ship thôi, chứ mà tiền ship bên em là 35.000 lận. Em chỉ còn mấy chị phụ 30 thôi mà mấy chị cũng không có phụ. Mà bây giờ mấy chị mới vô, mấy chị vô chốt nữa là em không có chốt với mấy chị nha. Còn chị nào muốn chốt bên em nữa thì mấy chị cọc giùm em cạn 100 và trả giùm em 30 tiền phí ship lần trước thì em chốt đơn nữa cho mấy chị. Còn mấy chị không trả 30 tiền ship của em lần trước thì em không có bán mấy chị nữa đâu nha. Rồi ok, rồi chị đã ưng thì em ta chốt cho em. Chị Ngọc Trang chịu không? Nếu mà chị chốt hàng bên em nữa, chị cộng với em 100 và em trừ ra 30 tiền phí ship lần trước thì em mới chốt đơn cho chị. Tại vì á, mấy chị không nhận hàng là bên em phải tốn 70.000, 35.000 tiền phí đi và 35.000 tiền phí về, là em lỗ mất 70.000 một lần rồi đó mấy chị. Đó, chị nào mà không gửi lại cho em thì em sẽ không bao giờ bán cái gì đó nữa nha. Trả 30 tiền phí ship cho em thì em chốt đơn với chị tiếp tục. Còn không thì em không có bán cho mấy chị đâu. Bên em bán cực khổ mà, mỗi lần mà chị không nhận là em lỗ biết bao nhiêu tiền mà nấu luôn á. Miễn em bây giờ em cho em một đơn em lỗ 30.000, 35.000 em cũng không có gì. Mà đơn nó trả phí đi phí về mất hết 70.000 của em, mà một bộ sai là 70.000. Một bộ ít nhất em cũng lời 20.000 thôi, 20.000 thôi. Mà mấy chị làm lỗ hết 70.000 rồi lấy gì em lời đó mấy chị. Bởi vì chị nào mà cứ chắc chắn chốt thì chốt, còn không chị nào mà bơm hàng em thì chỉ có bơm em một lần một thôi, chứ em không có cho bơm lần thứ hai nữa đâu nha. Rồi, bộ đồ cá áo dài giá bao nhiêu bộ? Bộ đồ cá áo dài đó là màu đỏ đúng không? Cổ treo 130, em đang bán 130 luôn á. À, một bộ màu. Để em đọc màu cho. Thay của chị là 65kg, 65kg là bộ màu 24 không ạ? T4 là để cho T4 mà còn màu gì chị báo cho nhỏ. Chị đủ nhỏ ơi, đọc 70kg mà chị cao bao nhiêu chị? Dòng em 90 là vừa, nhưng mà em không có hồi xanh của ba, nhưng mà đầm ngắn nó hết đầm dài rồi. Em còn đầm ngắn thôi. Chị lên chiều cao giùm em luôn đi. Của chị gì? Của chị Tiên Cao là lựa màu giùm em chị ơi. Chứ chị đâu có thể lựa màu được đâu, tại vì bên em đã mai rồi. Nên bên em đâu có màu giống như mà mấy chị ưa hết đâu. Bây giờ em đưa lên màu nào, đọc màu nào thì mấy chị ưng màu nào thì mấy chị chốt màu đó giùm em nha. Còn đây mẫu này thì bây giờ em chỉ còn nè. Màu đen. Bi đi là mã bi đen 160 kèm số điện thoại. Rồi bi đen màu xanh ngọc. Ủa hộp bi xanh ngọc. Bi đen bi xanh ngọc nè, 160. Bi da 160. Bi đỏ 160. Bi vàng 160. Bi tím hang 160. Chị nào chưa số điện thoại thì kèm số điện thoại luôn giùm em nha. Ở đây bi cam 160 và bi đen 160 luôn. Rồi chị nào ưng bi màu nào chốt bi đó nha. Còn bi xanh lá này em không còn mấy chị ơi. Bi xanh lá này là 65kg em không còn. Còn những thay 85kg độ về khác thì em còn sờ màu đủ màu chị nha. Chị nào ưng thì chốt bi này. Mấy chị mẫu bi này mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký, báo số ký thì tao giùm em đi. Cho xem màu da con. Dạ ok cô. Bộ màu 165kg là chị Tiên Cao là bộ nào chị? Không biết luôn. Chị phải ghi giá mới biết được. Màu môn hả? Màu môn bây giờ đâu, mình đâu có là màu nào màu môn đâu. Em chỉ có màu hồng cuốc thôi. Em có hồng cuốc cánh tiên thôi. Mấy chị ghi giá kèm giá lên giùm em luôn thì em mới chốt cho mấy chị nha. Còn mẫu này thì em không có màu môn, em chỉ có màu đó
thôi. Lấy cái màu bích màu nào thì cứ màu đó giùm em thôi. Còn đây nè, cái này cũng có màu môn mà. Màu hồng ruốc. Đó này, hồng ruốc. Màu hồng sang. Màu tím cà và màu vàng. Cánh tiên đó là 150. Cánh tiên cà. Khẩu này là 100, 160. Người đó là cô đã mặc nè. 5 bộ 650 với một cái đầm 200 là 850. Vậy là cô Đặng Hạnh ơi, cô được 5 sản phẩm rồi. Là con miễn ship cô nha, tổng cộng của cô tiền ship luôn là nhiêu? 5 bộ là 650. 5 bộ 650. Một cái đầm 900 cà 200. Một cái đầm 900 cà 200 nè. Tổng cộng 850 ha, miễn ship là cô Đặng Hạnh. Tại vì cô Đặng Hạnh mua 5 sản phẩm luôn, chứ không 5 sản phẩm. Rồi ok nè. Chị mới kêu cái gì quên mất tiêu rồi ta. Phải gì em? Dạ đây, chất giải này là chất giải Solan cao cấp hàng loại 1, bao cho mấy chị chất giải luôn ha. Em bán chất giải này là 3-4 năm rồi mấy chị nha, 2-3 năm bao năm rồi. Là còn là chất giải này thôi, tại vì bên em mở shop cho khách vào lựa luôn, nó không phải nào bán chất giải xấu của chị đâu. À màu da, bên tôi mua màu da quên. Đó rồi, chị tên sao lấy màu nào chốt màu đó, kèm cái số, kèm cái giá tiền và số điện thoại giùm em, kèm cái giá tiền và số điện thoại giùm em luôn nha chị nha. Đẹp lắm. Lấy cho chị bộ cánh tiên vàng, lấy cho chị bộ cánh tiên vàng là bộ 150 đúng không chị Thu Dung? Ở ngoài mình còn. Rồi ok, chú có chị cánh tiên vàng luôn ha. Cánh tiên vàng giống như kiểu bên này rồi đúng không? Rồi ok chị yêu nè. Vậy là cô chỉ là 3 bộ màu cánh tiên là 450 với 2 bộ 260 là tổng cộng của chị là 710 miễn ship cho chị. 710 miễn ship là chị Phương Dung nha. Rồi đây màu da, đây cô Hỷ Út ơi, đây là màu da. Ưng da, chút da này dùm con cho cô Hỷ Út nha. Màu da này cô đang xem 6, 160 luôn. Coi đây mà chị đã ưng thì chốt em. Rồi ok, cánh tiên vàng. Ok, cánh tiên vàng. Rồi đây rồi chị đã ưng thì chốt giùm em liền, cực kỳ đẹp luôn. Màu da em có đủ màu nha. Size của cô Thị Út, để con coi xem bao nhiêu ký ạ. 63 ký, 60-63 ký là mặt xanh số. Số 3. Số 3 đúng không ạ? 60-63. Lên đầm ngắn nha mấy chị ơi, hay là mấy chị muốn lên đồ bổ tiếp tục thì mấy chị báo giùm em. Rồi chị nào lấy màu nào chút màu
hỏi thêm em. Ưng màu nào chốt màu đó. Đầm. Đầm dạ hội em chỉ còn được màu màu da, màu xanh rêu với màu vàng phía trên. Ưng màu nào chốt màu đó. Con này đỏ hai, qua văn đỏ hai nữa, em có đặt con đỏ, ủa cái đó mà giống không? Cháu nhìn con cái này đỏ.
động là em có 10 màu luôn đó chị Thu Dung ơi. Rồi màu đen 2 luôn, qua cho anh màu đen 2. Đen 2. Màu hồng 2. Màu hồng 2. Màu vàng tay ngắn. Màu xanh dương. Màu xanh dương giùm em rồi. Đó rồi chị nào lấy màu nào chốt màu đó giùm em. Ưng màu nào chốt màu đó giùm em với chị Giang, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Rồi đầm tiếng hai chị Cẩm Liên nè. Quần dài ống rộng có mấy màu em? Rồi ok, để em lên ống rộng của chị luôn ha. Quần dài ống rộng của chị luôn. Rồi lên giùm con cái vô nha. Dạ ống rộng 1 đi. Đầm 70kg vừa không? Dạ không. Đầm ngắn nó 70kg không vừa con Nguyễn Hoan ơi. Rồi đây 65kg về giùm em. Mẫu này em sale chị mấy chị 150 luôn. Sale mấy chị 150, em còn màu xanh rơ, xanh rêu ha. Đây là cô tiên cao. Con còn được mấy mẫu này nữa hơn. Nếu mà cô ưng thì cô tốt thì con nha. Mà không hết rồi. Mẫu này con đang sale nè. Rồi 65kg về. 65kg về ghi giùm con. Xanh rêu. Xanh rêu 150. Xanh rêu 150 giùm con nha. Xanh rêu 150 65kg về. Xanh rêu nè. Màu tím nho. Đó, ưng mã nào chú qua đó giùm con. Xem đồng giá 150 luôn. Màu tím nho. Ưng tím nho chú tím nho giùm con. Ưng tím nho chú tím nho. Mỗi mẫu em còn được có một con thôi. Tím nho. Ghi giùm em là mã
dài ống rộng, quần dài ống rộng 1. Em có màu tím nho, khoan đợi xíu em lên, để em lên màu cho chị được. 67kg để em lên màu cho. 67kg. Đợi xíu mẹ em soạn nha. Soạn lâu lắm mấy chị, nên mấy chị nào muốn lên mẫu gì thì mấy chị cho em xin cái số ký và chiều cao đi. Để em soạn trước. Rồi chị em còn 3 màu thôi. Mẫu này còn được có 3 màu à chị ơi, 67kg. 67kg size của chị là em còn được màu tím nho, màu đen, màu đen và màu xanh đen thôi, ghi em ống rộng ha. Còn những cái hoa văn của, còn những cái size khác thì em còn đủ hết màu của chị nha. Chứ riêng cái size này thì em chỉ còn có 3 màu thôi. Cứ mà đẹp luôn rồi chị đợi thì chốt liền em. Tím nho, xanh đen và đen. Đẹp lắm chị ơi, ống rộng 1 ha, rồi bây giờ lên ống rộng 2. Ơn mẫu nào chốt mẫu đó cho em nha chị Thùy Út nè. Của chị Phương Dung nè. Cứ mà đẹp luôn, chị đã lấy mẫu nào cho cô đó nè. Rồi ống rộng em còn có chỉ 2 mẫu thôi. Ống rộng ít khi nào được về hàng lắm mấy chị. Ống rộng á, về khó lắm. Xưởng nó không có chịu nhận may, tại vì may phóng giải cực kỳ luôn. May phóng giải cực kỳ luôn. Bây giờ em chỉ còn được em có được có 2 mẫu thôi. Chị nào lấy mẫu nào chung đó. Đây cái tay áo chị coi là rất là sang luôn. Thiết kế rất là đẹp luôn mấy chị nha. Rồi đây em lên cho. Ống rộng 2. Chị đã ôm ống rộng 2, chú ống rộng 2 em có size từ 90kg đổ về. Em có size 90kg đổ về luôn. Rồi chị đã ôm thì chốt liền em ống rộng 2. Vừa xe mà vừa đẹp cho mấy chị nha. Ống rộng 2 nè. Em có màu chị đã ôm màu nào chú màu đó. Chị nào ôm màu nào chú màu đó thì em ống rộng 2 mấy chị nha. Ống rộng 2 là cái em đang mặc nè. Ống rộng 1 thì em có đủ màu nhưng mà size khác nha. Còn size 4 thì em thử ít. Chị nào ưng màu mẫu này thì ghi em là mã
sáng mắt đi. Ngươi dùm em là mã sáng mắt. Sáng mắt kèm nào, sáng mắt 150 kèm nào luôn, sale luôn. Cứ vào đây em chị nha. Sáng mắt 150 kèm nào. Quá sang một bó đẹp luôn á chị ơi. Đó. Mai về ra tới đây luôn nên nó không có bị hở nắp mấy chị nha. Cái này là hàng thiết kế bên shop em luôn, không được hàng ở shop nào luôn. Còn đây là chị đã ưng thì chốt em. Sáng mắt em đặt màu. Em đặt màu chị nha. Cái làm kia là 70 kg đổ về ok. Tại vì cái làm kia là 70 kg đổ về ok.
luôn hả bác? 6-7 chiếc đổ về giùm em. Cực kỳ đẹp luôn. Ghi giùm em đầm đen 2. Còn cái đầm trên này là đầm đen 1, đầm đen 2. Đây, em có 2 màu đen nha. Đầm này đầm đen 1. Còn đầm em đang mặc là đầm đen 2. Đen 2 là 6-7 chiếc đổ về thôi. Mặc vừa phơm của em luôn. Em 68kg chịu nhau nó chỉ 67kg thôi. Còn đây cực kỳ đẹp luôn. Đen 1 và đen 2 chịu ok nè. Tốt đen đó nha. Quá xuất sắc luôn. Y hình kiểu luôn nhưng mà cái hàng kết nó sẽ khác nhau ha. Em cũng xem giá 200 luôn. Rồi em còn hai con đen. Đen 1 và đen 2. Màu vàng với lại màu tím than. Rồi chị nào ưng thì chốt em. Chị nào ưng thì chốt giùm em. Có ai giùm em không? Ai cho mà không mua hàng thì cứ thôi luôn lại đi nè. Rồi chị nào lấy đầm đen 2, chút đầm đen 2 giùm em. Đầm đen 2 cực kỳ đẹp. Rồi chị nào muốn lên mẫu nào mới chị báo em ha. Em có tất cả rất là nhiều luôn. Em có kết bạn Zalo mấy chị nha. Em có số Zalo mấy chị kết bạn với Zalo số này giùm em. 0774842263 Zalo Lê Hắm nha. Zalo là Lê Hắm là Zalo của mẹ em. Mẹ em đăng tất cả các mặt hàng bên shop em. Cổ treo, đồ bộ, áo hung hay là tất cả cái gì trong shop em đều bán hết, là bên em sẽ đăng bên Zalo toàn bộ, không thiếu một món đồ nào hết mấy chị nha. Nếu mấy chị nào muốn còn mua thêm để đi đơn, để được đi đơn thì bên mấy chị các bạn cái Zalo giùm em để mấy chị lựa mẫu mấy chị gửi qua. Mấy chị đó là lấy thêm dồn đơn cho chị. Mà mấy chị chốt đơn ở trên like rồi mấy chị xuống dưới like mấy chị chốt thêm 5 bộ em cũng miễn ship mấy chị luôn nha. Nếu mấy chị nào ưng thì nhanh tay chốt em và các bạn Zalo để lựa thêm mẫu ha. Xem và tham khảo nhiều mẫu hơn mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt em ha mấy chị ơi. Dạ không, tầm đang mặc là em tiếp tăng con vừa, cái con ở trên treo đó mới vừa chị ơi. Con trên treo là mặc vừa đầm. Đầm này là size, này là size 67 kg đổ về. Đầm này là size 67 kg đổ về. Đây nè. Đó cái này là dòng em 94 kg. Ủa thôi dòng em 95. Dòng em 95 này là cái mẫu đen 1. Còn dòng đen 2 là dòng em 9. Dòng em không biết nhiêu mà tầm 6-7 cái đổ về là ok. 6-7 cái đổ về là ok. Đó cực kỳ đẹp luôn. Đen 2 đi, lấy đen 2 đi. Đen 2 là dòng em 95 á, 70 cái đổ về ok luôn á. Rồi, nay em còn cái này gì làm nhỏ. Tầm đẹp lắm chị ơi. Tao đẹp hơn nhiều luôn. Chị còn tiếp nguy hiểm rồi. Tập hai áo rác với một bộ đồ. Điện thoại chốt nó tiết gọi lại rồi. Nhưng không nghe máy. Ai? Chị Phượng Kim. Chị Phượng Kim là mới đây nữa nè. Bữa hổm cho chị con hỏi một lần rồi đúng không anh? Cho chị gọi họ chị đã không nghe máy lần mấy lần trước rồi. Rồi xong rồi á, chị kêu cứ chốt đi. Rồi tí nữa chị nghe máy cuối cùng. Cho chị gọi họ nữa chị không có chốt là không bao giờ là em chốt với chị nữa đó chị Phượng Kim ơi. 3-4 lần rồi. Chị Phượng Kim là chị đó đó. Đưa chị hai câu coi. Phượng Kim đó. Lần nào cũng vậy. Lần nào nó cũng kêu con chút đi, chốt xong rồi đã rồi á, xuống mai không bao giờ nghe máy chứ. Không bao giờ chốt quá đâu, có cọc cạc em cũng không chốt quá đâu. Lai cực lắm mấy chị ơi. Chồng lên đơn rồi gói hàng rồi chuyển đi cực lắm mấy chị ơi. Mấy chị nghĩ em đứng lai ở đây á, khỏe không có khỏe mấy chị ơi. Em phải chốt đơn, em sợ nghe. Nhiều lắm mấy chị, nên mấy chị nào chắc chốt mấy chị hãy chốt giùm em. Còn mấy chị không chắc mấy chị có chốt. Mất công á, tốn giấy của em thêm nữa mấy chị. Tốn giấy tốn sức của em mặc cho em đưa mấy chị. Đâu phải là em đưa lên là mấy chị lấy liền đâu. Em mặc cả chục bộ mấy chị mới chốt được một bộ. Đó. Mà mấy chị á không nghe máy.
cực kỳ đẹp luôn nha, đẹp lắm luôn. Em có màu tím than, màu đen và màu vàng luôn nha. Em nhớ cái mẫu này, cái mẫu phía bên đây thì em còn được có ba màu thôi, màu vàng, màu đen với màu tím than, lấy làm anh. Chị nào lấy thêm mẫu nào nó báo lên giùm em mấy chị nha. Màu 60kg màu đỏ, 60kg mặt vừa không? Nếu mà 60kg chị mà hít màu đỏ đúng không? Cái đó là em, tại vì á, bên em là màu phơm, một phơm thôi, nên mà nếu mà chị mà nếu mà chốt thì chị, nếu mà chị hết ôm á thì chị về chị bóp vô giùm em hai bên, giống như quần áo mà chị mua đồ chợ cũng vậy thôi, người ta may sẵn thì vừa đó. Nhưng mà nhiều khi mấy chị thích bận ôm cái mấy chị không chịu lấy, mấy chị nói là rộng mấy chị không chịu lấy, thì em sẽ báo lên trên like trước mấy chị nếu mà mấy chị thích ôm cỡ nào. Tại vì nhiều khi tùy theo ý của mỗi chị thích ôm bạn che bụng, mỗi thứ cái chị thì thích phe dáng mặc vô nhìn ôm dáng đẹp á, thì mấy chị chốt ok ha. Rồi bây giờ em đang đưa màu đỏ cho con anh nè, màu đỏ đó là 60kg là mặc ok, 60kg đến 70kg là mặc ok. Nhưng mà nhiều khi chị nào thích mặc ôm thì bóp vô, rồi chị nào thích mặc rộng thì khỏi bóp nha. Rất là đẹp luôn, đẹp lắm mấy chị ơi, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn. Lấy mẫu này đi. Gọng là ok, vậy là ok rồi đó. Cái này là em không có sợ chậm mà em sợ gọng, mà mấy chị nhận hàng, mấy chị xem hàng, mấy chị la bự quá mấy chị không chậm thôi ha. Đây, mặt này là bận vừa phơm, 60kg, 70kg là mặt ok. Đây, mặt mấy chị xem luôn. Hả? Sao biết mà rồi đây. Có bụng thì là ok rồi, mặc thoải mái chút xíu làm cho em cái bụng của mấy chị lại cực kỳ đẹp luôn đó. Cái này là nó có độ co giãn giùm em nha, có độ co giãn. Còn chị nào thích phần ôm nặng, tại vì có nhiều chị không có bụng mà
tham khảo qua bên Zalo tham khảo của chị nha. Tham khảo bên em là có bán sỉ nha, chị là muốn lấy sỉ số lượng hoặc là 20 sản phẩm là em tính giá sỉ với mấy chị luôn nha. Còn chị là mua 30 sản phẩm, 40 sản phẩm, 50 sản phẩm thì tùy theo cái sản phẩm mà em sẽ tính tiền sỉ rẻ hơn mấy chị nha. Đó rồi, chị đã ưu thì nhanh tay chốt cho em liền. Rồi chị Lê Diệp Thảo có lấy thì ok chốt em nha. Bộ tím phía sau giá bao nhiêu em? Bộ tím phía sau là hàng thiết kế 200 ngàn nha chị ơi. 200 ngàn, chị có chứng phí lên xuống phí cho chị cho em đi. Mẫu này em có màu luôn, em có nhiều màu luôn, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn đó chị nha, đẹp lắm luôn. Hàng thiết kế mai nhà nha, chứ không phải là mai sửa luôn. Thiết kế nhà, mai nhà thì em bán mai gia đình, giống như là mấy chị đi chợ, mấy chị mua giải về, mấy chị mướn thợ mai như đó. Cực kỳ đẹp luôn, chị nào lấy mẫu đó thì báo em. Mấy chị nha. Chị chọn hàng bao nhiêu ký là số ký cho em đi. Rồi màu đỏ cho chị. Rồi màu đỏ cho chị. Rồi ok chị Lê Diệp Thảo nè, chị cứ mặc đi. Làm thì em sẽ về lô nhiều lắm á chị. Hết cái lô này thì hôm qua em sẽ có lô khác nữa nha. Dạ, bữa em có dạ hội ngắn chứ, ý đầm dạ hội dài này nhưng mà ngắn. Vài ngày nữa em về đầm nữa, mấy chị cứ thử mặc thử một form đi, một form đầu tiên đi rồi á. Rồi mốt hàng về mấy chị tin tưởng bên em, mấy chị mua ra ủng hộ em tiếp. Thì hình tâm luôn á, nhưng mà cái là nó ngắn thôi. Bây giờ ngợp thở nó bây giờ nó ho phải rồi. Chặt kia. Rồi nhiều lắm. Về số lượng ok luôn á, rất là nhiều luôn. Để mấy có giá rẻ mấy chị, chứ mà lấy dài trăm bộ, dài chục bộ quá là nó tính tiền rất là cao. Nên em phải bán giá cao cho mấy chị, là mấy chị mua ngán lắm. Còn cái này em lấy nhiều khi á, em bán ra cái tiền mà em bán lẻ cho mấy chị á, giống như là cái đầm này em bán 200, nhiều khi á là nó còn rẻ hơn khách sĩ, nó bán vài chục đầm cho người bán lại luôn á. Rồi có chị nào lấy mẫu nào không? Lấy hi mẫu nào không á chị ơi? Rồi ok chị. Ok chị, tí nữa sẽ có bên nhân viên bên em sẽ điện thoại chốt đơn với chị ha. Tổng số tiền cho mấy chị để mấy chị chuẩn bị trước, để tại vì bên em gửi cũng nhanh, tầm có 3 ngày đổ lại là bên chị mấy bên khách sẽ nhận hàng rồi. Nên mấy chị nào mà tí nữa nhớ nghe máy giùm em, nghe máy mới đi đơn. Còn chị nào mà khách quen có dặn em là đi đơn luôn khỏi điện thoại thì em sẽ không điện thoại ha. Còn chị nào khách mới thì nhớ là nghe máy chịu em nữa chị nha. Đồ bao nhiêu một bộ vậy cưng? Đồ nào chị ơi? Trên chảnh là có 3 mẫu, màu đỏ này là em đang sale giá 150 cánh tiên. Mẫu này là mẫu thiết kế mai nhà, 100, một bộ lồng 200 ngàn. Còn cái này là 130, màu đỏ, củ treo 130. Hai cái đầm chợ hội bên này là 200. Đó, chị muốn hỏi mẫu nào? Thiết kế mai nhà em có nhiều mẫu lắm nha chị ơi. Chị muốn hỏi mẫu nào chị báo giùm em đi với chị. Mẫu nào lên xuống ký chiều cao đi, em lên cho mấy chị xem mấy chị ơi. Nó sợ uống hết cái tỷ. Không có chị nào cho xuống ký chiều cao lần em lên đồ nữa chị, thôi em xuống like luôn đó chị nha. Vậy thôi em xuống like luôn, ngày mai 11:30 em lên like tiếp tục ha, mấy chị nhớ đón xem mấy chị nha. 1 giờ trưa ngày nào em cũng có like, nhưng chị có like là em nghỉ ha. Rồi bây giờ bye bye mấy chị, bye bye.
lại cho em. Để em tặng khăn lông kiều 10.000 đồng ấy. 10.000 đồng. Ở cho chị 9.000 đi. Nói thế chứ mẹ. Nếu cái bọn mà nó cứ nói phép, nó bảo nó tặng 10.000 là bọn này nó phép cái gì ạ? Em lại cứ hay nói thật. Em tặng 99.000 đồng. Không tặng 10.000 đâu nhá. Nói điêu ấy, nói 10.000 là nói điêu. Đến bản thân em là bán hàng, những lúc em mà cảm thấy là à, mình nói thế là không thật lòng người khác rồi. Phải nói thật, các chị ạ. Phải nói thật để khách vừa nói điêu. Tặng chân lông kiều 99.000 đồng. 99.000 đồng ban chân lông kiều trần trong trần ngoài trần trắng cho em. Đó, ok chưa em? Một con chân màu tím vô cùng là đẹp. Vô cùng là đẹp, tình yêu nhá. Ok chưa em? Trần trong trần trắng, trần trong trần ngoài, mét 80 mét cho em, nhìn rõ cho em rồi hàng chốt hàng. Đây ạ, giá chỉ có 99.000 đồng. Em dành tặng cho chị yêu là bà mình vào chia sẻ like nhiều nhất. Ok chưa? Em tặng 99.000 đồng. Ok chưa nào? Tặng chân lông kiều 99.000 đồng. Em nhận được chân 99.000 là chị ngồi xuống lắm. À, hôm qua có một chị là mua quần áo ra. Mua quần áo ra có 99.000 đồng thôi. Hôm qua nhắn tin lại cho nhà em là chị ơi. Em ơi, có chị 4 quần áo ra hàng 99.000 đồng nữa. Em ngất mẹ trên tầng quất mẹ rồi các chị ạ. Bởi vì các chị biết là khi mở chân lai là nhà em tặng áo ra 99.000 đồng chỉ là đầu lai. Được khoảng vài con thôi. Ví dụ có chân lông kiều là hôm nay có một con thôi. Là em tặng các chị là 99.000 đồng chứ không phải ngày nào cũng có, ngày nào cũng có các chị nhá. Ôi trời ơi, nhìn áo ra 99.000 nhà em trông đẹp quá. Nhắn tin mấy 4 con nữa các chị ạ. Mua hẳn 4 con nữa cơ. Ui em ngất mất thôi. Không có đâu các chị ạ. Ok chưa? Đó, tặng chân lông kiều cho em 99.000. Ngày mai nếu như mà chiều nếu như mà chị nào mình nghe điện thoại nhanh nhất thì mình đã được sở hữu mặt em chăn lông kiều chỉ có giá 99.000 đồng. Mà em này là giá thị trường một em này là khoảng tầm 450 và 500.000 đồng, thậm chí là 600.000 đồng, tình yêu nhá. Đúng không ạ? Bởi vì con chăn này thì em không thể giấu được rồi, em không thể giấu giá con này rồi. Các chị mua 400.000, nếu mà rẻ nhất là 350, còn bình thường các chị mua 400.000 là chuyện bình thường đó. Mà ngày hôm nay Nhung bán tặng cho các chị yêu mình hôm nay chỉ có giá 99.000 đồng. Nếu như chị yêu là ngày hôm nay mình may mắn nhất quả đất luôn ấy, được gọi tên đầu tiên thì người đó chính là người được sở hữu mặt em chăn lông kiều nhà em Nhung. Ok chưa ạ? Siêu ấm luôn các mình nhá, nó chỉ rơi vào tầm 2 cân hơn 2 cân. Nhưng mà được cái con này rất là ấm. Nếu các mình không đắp, các mình có thể giải ra làm đệm cho em. Ok chưa ạ? Mét 82 mét các tình yêu nhá. Giải ra làm đệm cho em. 99.000 đồng. Nhớ là chia sẻ like cho em, đăng tên bạn bè vào đây mấy em. Giá hôm nay chỉ có 99.000 đồng một cái thôi. Mới có nhiều chị ạ, có mỗi cái mới đau đầu em chứ. Mỗi một cái luôn đấy ạ. Ok chưa ạ? Tại nhà mình là kẹp cầm kéo chị em ạ. Cầm kéo chị ạ. Tại nhà mình có tương tác và chia sẻ like cho em. Chia sẻ like cho em, hoan hỉ cho mọi người hôm nay ăn ở chăn lông kiều. Em rất là hoan hỉ luôn đấy ạ. Nói chung là bây giờ em không đọc tên. Tí nữa chị nào mà nghe điện thoại trước là chị đó sẽ được tặng một em chăn lông kiều nhà em Nhung. Hôm qua em được nhận là em được tặng nồi áp suất 199 nhưng rồi sướng lắm. Ok tình yêu. Em nhận được cái gì? Em nhận được
luôn. Chị xem là lông thỏ nào từ từ đã chị ơi, để vào kho này đã. Bác nói đây là lông siêu nhẹ của bé trai. Siêu nhẹ của bé gái cho em. Cả trai cả gái cho em, có cả một màu cho em. Bên nhân viên còn bảo là có gì gọi. Chị đến Dũng lên lại số điện thoại đi chị ơi, lên số thảo em cái. Bác này siêu nhẹ lông vũ cho em, đừng kiểm hàng cho con, là thử hàng cho em không.